Với mục tiêu mang chất lượng cuộc sống người Việt đến với tiêu chuẩn Úc và châu Âu và đáp ứng nhu cầu cho các công trình cao cấp, đòi hỏi yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, chất lượng và độ bền cao. Vào cuối tuần qua tại Hà Nội, thì công ty Epix đã chính thức mang đến thị trường miền Bắc hai dòng sản phẩm máy nước nóng nhập khẩu của tập đoàn Ascent Úc và tập đoàn Atlantic của Pháp. Ascent là thương hiệu có xuất xứ từ Úc và đang dẫn đầu tại thị trường này với hai dòng sản phẩm chính là hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp cung cấp nước nóng sinh hoạt và hệ thống máy bơm nhiệt hồ bơi tiết kiệm tối đa khi sử dụng năng lượng tái tạo từ đất, nước và không khí. Trong khi đó, dẫn đầu và chiếm 70% thị trường châu Âu, Atlantic mang đến bình nước nóng nằm ngang với đầy đủ các tính năng, tiêu chuẩn an toàn và công nghệ mà châu Âu đang có đến với thị trường Việt Nam, được khách hàng đánh giá vượt trội hơn so với các sản phẩm lắp ráp trong nước từ những linh kiện nhập khẩu không rõ nguồn gốc. Hệ thống máy bơm nhiệt công nghiệp Ascent và Atlantic sử dụng năng lượng không khí nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nóng của các hộ gia đình và tiết kiệm đến 65% tiền điện. Đầu tiên, các sản phẩm đều là hàng nhập khẩu từ Úc, Pháp, Ai Cập hoặc Thái Lan, đạt chất lượng và tiêu chuẩn của châu Âu hoặc Úc, mang đến thời gian sử dụng bền bỉ, an toàn và tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc Úc. Sản phẩm chúng tôi rẻ khi khách hàng tìm đến những dòng sản phẩm mang đến chất lượng, có độ bền, thời gian sử dụng bền bỉ và tiết kiệm chi phí khi vận hành. Nhờ những ưu điểm nổi bật trên nên thương hiệu Ascent và Atlantic đã được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu lớn trên thế giới và Việt Nam sử dụng như nhà hát Concert Opera House Sydney, Intercontinental Đà Nẵng, Time City, Royal City, Banana Hills, Bệnh viện Vinmec, hệ thống tập đoàn Vingroup, hệ thống tập đoàn Sun Group, v.v. Với sự tham gia của hơn 300 khách hàng tại khu vực phía Bắc, hầu hết các khách tham dự đều thực sự ngỡ ngàng trước sự tiện lợi của công nghệ sử dụng năng lượng không khí thay vì các hạn chế của máy năng lượng mặt trời như hiện nay.